Oppo Smartphone, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Người hùng phi hôn. Chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình tìm kiếm tài năng nhí người hùng tí hôn. Và sau khi xem sơ được format từ nước ngoài và nhìn thấy được những ưu điểm của chương trình, nhìn thấy được tính hấp dẫn của nó, tôi đã nhận lời ngay. Lý do thứ nhất là Thi rất là thích trẻ con. Và lý do thứ hai là về trẻ con thì Thi tự tin nó thuộc về sở trường của mình. Qua đây cảm thấy rất là vui và hãnh diện khi được làm việc với các tài năng nhí. Cuối cùng yếu tố quyết định để thành đạt nhận lời là bởi vì có lứa tuổi từ 4 tuổi tham dự, đó là tài năng nhí. Và John Quy thấy cái chương trình này nó rất là thú vị. Wow. Tuyệt vời, và chiến thắng của Quy Hùng, Phi Hùng. Chương trình Người Hùng Tí Hon là một chương trình rất là mới cũng như rất là độc đáo về các tài năng nhí. Và nó còn rất là ngây ngô. Và chương trình sẽ mài giũa những viên đá nó thành những viên ngọc sáng nhất. Yếu tố này hoàn toàn khác biệt với những chương trình trước đây. Nếu mà không có chương trình này chắc là các người lớn cũng khó tin rằng tại sao các em nhỏ mà có thể làm được như vậy. Chương trình kia thì nó thi về cá nhân, còn chương trình này cái hình thức của nó là thi theo đội. Và nó còn khác hơn một điểm nữa, đó là chương trình kia thì cái độ tuổi nó không có giới hạn nhiều. Trong chương trình của Người Hùng Tí Hon này thì cái độ tuổi nó giới hạn là từ 4 tuổi cho đến 13, nó rất là nhỏ. Và không có đem cái bàn tay của người lớn vô làm cho các bé trở nên cứng nhắc quá, mà vẫn giữ được sự hồn nhiên, tạo được sự khác biệt. Thì đó là một trong những yếu tố mà Người Hùng Tí Hon có thể nói là tự hào, là khác biệt hoàn toàn với những chương trình khác để thu hút sự chú ý và yêu mến của khán giả. Đó đã cả là một cái người hùng của trong tôi rồi. Oppo Smartphone hân hạnh đồng hành cùng chương trình.